Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị kim cương đen. Phôi này sống khỏe thuần lâu nhà mình nha. Cái nhà vườn mới xuống lá. Thấy chỉ cần cho em nó này. Chuẩn bị vô dây này. Cái này có mã số là 258 nha. Em đo hòn đại diện chỗ đây nha. Ngay cái cổ đây này là 48, cây cao là 27 tính từ mặt chậu mà tới cái đầu thân chính nha. Đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng là 30 nha mình. Cái này thì em xin giao lưu nhanh nha. Là 1 triệu 8 em bao ship nha, cả chậu luôn. Nhà mình xem tham khảo nha. Một phôi cẩm thị. Đây có cái tay đổ hiền xuống cực kỳ duyên luôn, rất là già cây nha. Cái này thích thì nếu mà được duyên giao lưu với nhà mình thì nhà vườn sẽ giữ mấy cái chi cành này về cho nhà mình vô dây định hình cho em nó nha. Cái này vô dây cho nó hiền đổ xuống cực kỳ đẹp luôn nha mình. Nhà mình xem tham khảo nha. Cẩm thị nha mình. Rồi mã số 258 nha. Em xin giao lưu nhanh là 1 triệu 8 em bao ship nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.